Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ tư, 15 tây tháng 9 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ chúng ta vẫn đi vào phần tin tức ngày hôm nay đầu tiên hết là bản tin từ nước Anh một nữ à, gọi là một nữ cựu chiến binh của ISIS có tên là Samima Begum đã lên tiếng xin à, giới công luận của Anh là tha thứ cho cô ta và cô ta sẽ sẵn sàng đưa ra nỗ lực giúp cho Anh để chống khủng bố Begum 22 tuổi vốn đã rời khỏi nước Anh tới Syria để tham gia vào nhóm khủng bố ISIS à, từ năm cô 15 tuổi lúc còn là một cô gái và cô cho biết rằng là cô ta có quốc tịch Anh và đã bị à, hủy bỏ quốc tịch bởi chính quyền Anh sau khi mà có những lo ngại về vấn đề an ninh và hiện nay vẫn bị giam giữ trong một cái trại ở tại Syria xuất hiện trong một cái chương trình TV có tên gọi là Good Morning Britain à, vào ngày thứ tư qua một cái màn hình video thì Begum đã lên tiếng và nói rằng cô hy vọng rằng sẽ được sự tha thứ của người dân Anh và sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho công cho người Anh để chống lại lực lượng hồi giáo ISIS khi mà cô ra à, đang à, trước đây đã từng tham gia. Cô ta cho biết rằng cô ta muốn mang là, <laughs> được mang trở về nước Anh và đối diện với những truy tố khủng bố để mà chứng minh rằng cô ta vô tội và cô ta nói rằng cô ta không có làm gì <laughs> trong cái khu vực của lực lượng ISIS kiểm soát và chỉ là một bà mẹ và một người vợ. Và cô ta cho biết rằng cô ta sẵn sàng chết khi để mà à, trở về nước Anh và nói rằng chỉ có cái tội mà tôi xác nhận là tôi đã tham gia vào cái lực lượng ISIS. Đó là cái tội duy nhất mà cô tham gia. Tuy nhiên <laughs> cô ta nói rằng cô ta không làm gì gây hại cho công dân Anh mà chỉ đóng vai trò của một người mẹ và một người vợ và mong muốn rằng người dân Anh sẽ tha thứ cho cô ta. Tôi nói với quý vị rằng từ trà tận sâu trong trái tim của tôi tôi rất hối hận cho cái quyết định của tôi lúc mà tôi bước chân vào Syria và tôi sẽ sống với đó trong suốt cuộc đời còn lại của tôi đây là lời phát biểu của cô ta và đã đưa ra lời cầu xin với thủ tướng của Anh là Boris Johnson và cô ta nói rằng tôi nghĩ tôi có thể giúp ông trong cuộc chiến chống lại khủng bố nếu như ông không biết rõ là ông đang làm gì đó là một lần một trong những lời phát biểu của một cựu thành viên của lực lượng ISIS. Cô này năm nay 22 tuổi và gia nhập lực lượng ISIS. Năm cô ta mới 15 tuổi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới quốc tế ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng đã bác bỏ sự từ chức của một tổng giám mục của Đức về vấn đề gọi là à, có cái vấn đề lạm dụng. Đức Giáo Hoàng Francis đã từ chối một lá đơn xin từ chức của tổng giám mục tại Hamburg, người đã tà mong muốn rằng là sẽ từ chức vào tháng 3 sau khi có báo cáo rằng ông đã không xử lý đúng những cáo buộc liên quan tới vấn đề gọi là lạm dụng tình dục à, trước đây. <laughs> Văn phòng của Đức Giáo Hoàng tại Berlin cho biết trong một bản statement vào ngày thứ Tư là việc này Đức Giáo Hoàng đã đưa ra quyết định sau khi đã gửi hai đặc sứ tới Cologne vào tháng 6 để nhìn xem những cái sai lầm sai lầm trong các viên chức của giáo hội khi mà xử lý tất cả những cái trường hợp liên quan tới vấn đề lạm dụng tình dục và Stefan Hess và vị giám mục tổng giám mục của Hamburg từ năm 2015 đã sẵn sàng từ chức để chịu trách nhiệm cho vấn đề này. Tuy nhiên lá đơn từ chức của vị tổng giám mục này đã bị bác bỏ bởi Đức Giáo Hoàng và cho rằng Đức Giáo Hoàng đã có cuộc điều tra sau khi gửi hai cuộc đặc sứ, hai đặc sứ tới đây và cho rằng là vai trò ông đã làm hết mình trong vấn đề này và không có lý do gì để mà từ chức. Đây được xem là một trong những cái rất hiếm hoi khi Đức Giáo hoàng từ chức à, từ chối một cái đơn xin từ chức của một vị tổng giám mục ở tại Âu Châu liên quan tới các cáo buộc à, về à, lạm dụng tình dục của các viên chức nằm trong giáo hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay. Sau khi bị phạt nặng nề bởi à, chính quyền của Nam Hàn thì Google lên tiếng nói rằng họ đã đem lại cái giá trị 10 tỷ Mỹ kim cho thị trường tiêu thụ ở Nam Hàn ngay sau khi mà bị phạt vạ nặng nề bởi cái cơ quan đặc trách về chống độc quyền của Nam Hàn thì công ty Alphabet tức là công ty mẹ của công ty Google trong ngày thứ tư cho biết rằng họ đã mang lại lợi nhuận về kinh tế quyền lợi kinh tế cho Nam Hàn lên tới 12.000 tỷ đồng won tức là khoảng 10 sáu tỷ mỹ kim à, cho những người sử dụng mà công ty này đang đối diện với việc mà họ đã có những cái hành động chuyên chế trong vấn đề à, các quan điểm về chính trị Google loan báo một ngày sau khi mà cái cơ quan chống độc quyền của Nam Hoàng đã phạt công ty Google là 207 tỷ đồng won ngăn chặn cái về khi mà công ty này ngăn chặn những cái phiên bản mới trong cái hệ thống điều hành Android của họ, một số công ty đã đã bị loại trừ ra và cơ quan đặc trách về công bằng mậu dịch cho biết là đây được xem là cái án phạt lớn nhất đối với công ty Google. Trong khi đó Google uh, trên cái lời giải thích của họ, họ nói rằng họ đã mang tới khoảng 5.1 ngàn tỷ đồng uh, won cho cái, uh, cái chương trình Play Store của họ tại Nam Hàn. 4.2 ngàn tỷ thăng, thông qua cái uh, hệ thống tìm kiếm của họ và 2.5 ngàn tỷ ở trong cái uh, cái app của họ gọi là Google Docs theo tường trình của công ty Alphabeta và Google nói rằng họ đã cung cấp tổng cộng là 10.5 tỷ đồng won trong cái quyền lợi kinh tế cho các công ty của Nam Hàn. Công ty này vẫn chưa đưa ra tất cả những cái uh, tin mới nhất trong khi đó thì tổng giám đốc điều hành công ty YouTube của Nam của Nam Hàn à, của của uh, Google tại Nam Hàn là Susan Watsuki nói rằng YouTube đã, đã khai triển ít nhất là 1 ngàn tỷ cho các cái uh, sản phẩm nội địa của Nam Hàn trong năm 2020 và gia tăng ít nhất là 86 ngàn việc làm uh, full time. Đây là một trong những cái lời biện minh của Google sau khi mà chính quyền của Nam Hàn và công ty cơ quan chống độc quyền của Nam Hàn đã phạt vạ công ty Google 207 tỷ đồng won. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Trong khi đó, thì trở lại tình hình Hoa Kỳ, Biden đã muốn gặp gỡ với lại hai thượng nghị sĩ chống cái ngân sách 3.500 tỷ Mỹ Kim của đảng Dân Chủ là thượng nghị sĩ Machine và Cinema để thảo luận về vấn đề của ngân sách này. Ông Joe Biden đã gặp gỡ riêng biệt với lại các cái thành viên đảng Dân Chủ ôn hòa ở trong đảng Dân Chủ, gồm có thượng nghị sĩ Joe Machine, và Kristen Cinema vào ngày thứ tư để thảo luận về cái ngân sách chi phí của đảng dân chủ mà họ đang mong muốn thông qua 3.500 tỷ. Các thành viên của đảng dân chủ cho biết rằng là họ sẽ có thể có được cái quyền đa số ở thượng viện nếu như mà ông Machine và Cinema rút lại cái sự phản đối của họ. Cinema là bà thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Arizona sẽ có mặt tại đã có mặt tại tòa bạch ốc vào sáng ngày hôm nay cùng với ông Machine là đại diện cho tiểu bang West Virginia để thảo luận về tình trạng mà gọi là à, gia tăng các cái à, ngân sách này và cái thua, cái dự luật về thuế vào ngày thứ tư theo tường trình của một nguồn tin được giấu tên và những người này là hai người duy nhất ở bên đảng dân chủ chống đối quyết liệt cái à, ngân sách 3.500 tỷ Mỹ kim mà trong đó họ cho rằng là phải có sự tham dự của lưỡng đảng và phải giảm bớt tất cả những cái chi phí không cần thiết ở trong cái ngân sách này đây được xem là một bước thất bại của đại dân chủ không thuyết phục được toàn đảng để mà bỏ phiếu cho cái dự luật 3.500 tỷ Mỹ Kim. Bên cạnh đó thì phía quốc hội cho biết rằng đảng Dân Chủ đã bắt đầu có cái dự tính là sẽ giảm đi cái bill cho tất cả những cái chi phí của người dân Hoa Kỳ. Cái cơ quan đặc trách và về cái vấn đề thuế của Hoa Kỳ cho biết rằng đảng Dân Chủ ở Hạ Viện đã bắt đầu tìm cách thúc đẩy cho cái ngân sách 3.500 tỷ Mỹ Kim trong vấn đề đầu tư vào nội địa và trong đó sẽ cắt giảm cái thuế hàng năm cho những công dân Hoa Kỳ nào mà có dưới 200.000 Mỹ Kim từ đây cho tới năm 2025 và trong đó thì cái con số mà quý Quốc hội đưa ra vào ngày thứ ba. Cái dự luật này lưỡng đảng có tên gọi là joint Committee of Taxation được ước lượng rằng là nếu mà giảm đi tất cả những cái thuế dành cho các trẻ em và những người có lợi tức thấp thì à, từ đây tới năm 2023 trong cái dự tính của đảng dân chủ trong đó sẽ được đưa ra tranh luận trong tuần này với cái ủy à, ban đặc trách về à, các cái đường hướng của hạ viện trong đó thì họ nói rằng là với cái mức độ này thì các cái việc thu thuế với những người mà có lợi tức trên 200.000 Mỹ Kim sẽ gia tăng một cách nhẹ là năm 2023. Trong khi đó trước đây thì Joe Biden cam kết rằng sẽ không tăng thuế đối với người trên uh, có lợi tức dưới 400.000 Mỹ Kim. Nay thì họ lại tăng thuế nhẹ đối với những người có cái lợi tức trên 200.000 Mỹ Kim là ở mức 10.6% cho những người nào và những ai mà có lợi tức trên 1 triệu Mỹ Kim sẽ được bị tăng thuế cao hơn và từ đây cho tới năm 2027 thì họ sẽ cấp tín dụng thuế trẻ em và trong đó sẽ dành cho những người nào có lợi tức từ 30.000 cho tới 200.000 mỹ kim và sẽ tăng nhẹ hơn ở cái mức thuế cao hơn. Đây được xem là một cái chủ trương của Đảng dân chủ nhằm thu lượm tiền cho cái ngân sách gọi là 3.500 tỷ mỹ kim của họ. Đó là một trong những cái chính sách tăng thuế mới nhất và như vậy thì những ai có lợi tức trên 1 triệu mỹ kim sẽ trở thành mục tiêu à, tăng thuế của phía à, Đảng dân chủ. Trong khi đó, thì Bộ Tài chánh đã công bố 13 tỷ Mỹ Kim trong cái ngân sách cứu trợ tuyền thuê mướn đã được giải ngân. Bộ Tài chánh Hoa Kỳ ngày thứ ba loan báo rằng họ sẽ cho giải ngân khoảng 13 tỷ Mỹ Kim còn tồn động ở trong cái ngân sách cứu trợ về thuê mướn à, dành cho tất cả những cái tiểu bang và các chính quyền địa phương. Bộ Tài chánh rất vui mừng để cung cấp cho tất cả các tiểu bang và các chính quyền địa phương cái chương trình hỗ trợ cho người dân Hoa Kỳ cần hỗ trợ về tiền thuê mướn đó là lời phát biểu của thứ trưởng bộ tài chính là Wally Adeyemo đã đưa ra chúng tôi cam kết rằng sẽ hỗ trợ cho tất cả những người dân đang bị kẹt đặc biệt là những người thuê mướn nhà đã không có khả năng trả tiền nhà với những chủ nhà trong cái mùa đại dịch và đây được xem là lần thứ hai nằm trong cái chương trình gọi là American Rescue Plan Act và trong đó cái ngân quỹ này sẽ có khoảng 25 tỷ Mỹ kim đã được đưa ra từ đầu tháng hai trong cái first round tức là cái uh, vòng đầu tiên của cái uh, quỹ mà gọi là chống dịch và trong đó 8 tỷ mỹ kim đã được đưa ra và đã được uh, uh, cung cấp cho người dân từ tháng 5 và bây giờ họ còn giữ lại khoảng 13 tỷ mỹ kim và tới 10 ngày 31 tây thì có 50 cái uh, uh, cái um... Cái số lượng trong tổng số 70% cái ngân quỹ này đã được chi ra và bây giờ thì việc này đã được à, giải ngân bởi Bộ Tài chính. Các tiểu bang bao gồm có Philadelphia ở Pennsylvania sẽ sử dụng khoảng 105 triệu Mỹ kim từ cái ngân sách này để hỗ trợ cho những người thuê mướn. Bên cạnh đó tại à, Hawaii, Honolulu nhận được 123 triệu triệu Mỹ kim để hỗ trợ cho các cư dân của họ và tại uh, Iowa thì uh, một cái thành phố có tên gọi là Demones đã chi ra 26.2 triệu Mỹ kim trong việc mà hỗ trợ cho người dân của họ uh, chi trả tất cả các cái tiền thuê mướn. Tại Houston, Texas thì họ nói rằng là đã phân phối ra khoảng 92% của tổng số tiền là 301.3 triệu Mỹ kim mà chính quyền của liên bang tức là thông qua bộ tài chính đã đưa cho họ bên cạnh đó thì lại Florida cho biết là họ đã có bắt đầu nhận các cái đơn cho có số tiền là 19.6 triệu mỹ kim à, trong cái cần thiết tại Louisiana thì họ đã chi ra khoảng 27.4 triệu mỹ kim để hỗ trợ cho các gia đình đang bị kẹt tiền bởi các chủ phố và thu tiền bởi các chủ phố đây được xem là một quyết định mới nhất của bộ tài chính Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay <laughs> trong khi đó Đài Loan cho biết họ sẵn sàng đối thoại với trung quốc Quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc đã không có được cái đồng ấm trong giai đoạn này và vẫn cần tái tục các cuộc đối thoại, đó là hội đồng đặc trách về Trung Hoa lục địa của Đài Loan và vị bộ trưởng của hội đồng này là Chiu Tai Shan đã đưa ra lời phát biểu vào ngày thứ tư. Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục tìm cách phong tỏa Đài Loan và ngăn chặn tất cả những cái chính sách của Đài Loan ở trên chính trường quốc tế, đặc biệt là dưới quyền của tổng thống Đảng dân chủ cấp tiến là bà Thái Anh Văn kể từ khi bà đắc cử vào tháng vào năm 2016 và ông Chiêu cho biết rằng tình hình mối quan hệ của đôi bên đã trở nên tệ hại hơn và cần tái tục lại các cuộc đối thoại để giảm đi tất cả những cái căng thẳng. Tuy nhiên thì phía Bắc Kinh vẫn cương quyết và khẳng định Đài Loan là một tỉnh gọi là phản loạn của họ và sẵn sàng dùng vũ lực đánh chiếm Đài Loan nếu như Đài Loan vẫn tiếp tục đường hướng đòi hỏi độc lập của riêng họ. Đây là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay một công ty của Trung Quốc đã tìm cách mua cái quyền bán các cái à, chủng ngừa à, cái à, phương pháp chủng ngừa gọi là mRNA -E, à, để mà cung cấp cho Đài Loan tức là một hình thức khống chế Đài Loan một công ty sinh học của Trung Quốc đang à, đệ trình một cái à, à, một cái kế hoạch trong đó là họ mua cái quyền để mà sản xuất cái loại chủng ngừa của canada có tên gọi là mand mà trong đó là bao gồm được cái quyền mà giành lấy cái thị trường của đài loan và một số quốc gia khác ở khu vực và dường như là họ sẽ sử dụng cái quyền này để khống chế đài loan Công ty này có tên là Everest Medicine Ltd. À, được biết là họ đang à, mua các loại chủng ngừa chống lại cái đại dịch và cái, cái kỹ thuật và cái công thức à, của cái, cái loại chủng ngừa này và nó được phát triển bởi một cái công ty của Canada gọi là Provident Therapeutics Holding với giá là 100 triệu Mỹ kim tiền mặt theo một cái thông cáo báo chí và phân nửa số tiền này là sẽ trả cho cái vấn đề của chủng ngừa. Phần nữa còn lại sẽ mua cái quyền gọi là phát hành và cái quyền mà gọi là à, độc quyền phân phối cũng như là cái, cái quyền mà sản xuất một phần nào đó cái chủng ngừa của Canada. Và đây được xem là một trong những cái tham vọng Trung Quốc muốn sử dụng cái nguồn chủng ngừa này để mà khống chế Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và Đài Loan. Trong khi đó thì à, Bộ Đối ngoại của Đài Loan đã lên tiếng và chỉ trích rằng Bắc Kinh đang tìm cách thao túng chính trị trong cái giới à, giải trí và nổi tiếng của đài loan bản tin mới nhất cho biết là trong thời gian gần đây với cái tình hình gọi là à, dập tắt kỹ nghệ giải trí ở tại trung quốc thì à, tình trạng này đã xảy ra hai trường hợp của hai nhân vật được xem là người đài loan đã bị à, chính trị thao túng bởi đảng cộng sản trung quốc hai nhân vật này có tên là Di su và ninh chan theo tường trình của bộ ngoại giao của đài loan Việc mà nhắm vào các giới giải trí và các ngôi sao của Đài Loan đang có công việc ở tại làm việc ở tại Trung Quốc là một cái hành động thao túng chính trị và rõ ràng đang có sự bức hại chính trị đối với những người mà gốc Đài Loan mà sinh hoạt trong giới giải trí tại Trung Quốc. Đó là lời phát biểu của Zhu Fenlian, được xem là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đặc trách về Trung Hoa lục địa. Lời phát biểu này của bà đưa ra vừa lúc mà có báo cáo cho rằng là đã có tình trạng kiểm duyệt tới lại tất cả các ngôi sao giải trí nổi tiếng của Đài Loan đang hoạt động tại Trung Quốc và trong đó là giới Trung Quốc đã kích động cái lực lượng chủ nghĩa dân tộc cực đoan tấn công vào Di Su và Ninh À, theo tường trình cho biết thì à, cái nhóm mà này có tên gọi là little Pinks, được xem là một trong những cái tổ chức gọi là chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã phát động chiến dịch chống lại một à, à, gọi là bà và kêu gọi tẩy chay đối với một ngôi sao giải trí của đài loan khi mà ngôi sao giải trí này đã sử dụng trang mạng mạng weibo để mà ca ngợi cái à, à, tinh thần vận động viên của đài loan ở trong cái giải olympic vừa qua theo tường trình cho biết à, trong hai vụ này là di xu vốn là một người chuyên về talk show ở trên đài truyền hình trong những năm gần đây đang làm việc tại trung quốc đã lên tiếng chúc mừng cho các công dân Đài Loan và các vận động viên của Đài Loan trong cái giải Tokyo Olympic và ngay sau đó thì nhóm nhóm gọi là Red Pink này đã đã sử dụng cái mạng xã hội để tấn công cô và gần như là là tìm cách xóa bỏ cái sự có mặt của cô ở trong cái làng giải trí và chỉ nghệ truyền hình tại Trung Quốc và một tháng sau đó thì chính quyền của đảng cộng sản Trung Quốc đã thông qua các cái nhóm dư luận viên của họ đã nhắm vào nhân vật thứ hai là Ninh Chen khi mà ninh chen đã bị xem là một cái nhân vật gọi là à, à, có những cái hành động được xem là đi ngược lại với khuynh hướng của trung quốc và trong đó khi mà ninh chen nói rằng cô rất hãnh diện là một người đài loan ngay sau đó thì cô đã bị chỉ trích rất nặng nề bởi vì cô không thừa nhận cái thân phận người trung hoa của cô đây được xem là một trong những cái trò mới nhất mà bắc kinh nhắm vào giới giải trí đặc biệt là giới giải trí của đài loan đang hoạt động tại trung quốc và giới giải trí này đã đến làm việc tại Trung Quốc và giờ đây họ phải đối diện với những kẻ đi theo tinh thần chủ nghĩa dân tộc cực đoan, tìm cách loại trừ họ ra khỏi cái tầm ảnh hưởng trong giới giải trí tại Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của à, Đài Loan. Trong khi đó thì à, bản tin mới nhất cho biết nền kinh tế Trung Quốc đã trở nên suy yếu hơn bởi vì tình trạng bùng nổ của đại dịch và thiếu nguồn cung cấp và khủng hoảng nguồn cung cấp Hệ thống sản xuất của Trung Quốc vào tháng 8 đã giảm đã được xem là mức thấp nhất trong vòng 13 tháng kể từ khi mà đại dịch bùng nổ trở lại ở phía đông nam của Trung Quốc và tình trạng thiếu tất cả những cái nguyên liệu và phương tiện trên toàn cầu. Trong dữ liệu được công bố bởi cái NBS tức là một cái cơ quan kiểm soát dữ liệu về công xưởng của Trung Quốc công bố ngày 15 tây tháng 9 cho thấy đã có sự gia tăng rất nhiều là 35.3% trong việc mà thua xúc giảm cái vấn đề sản xuất vào năm ngoái và con số này lên khá cao. Trong khi Trung Quốc cho biết rằng mức bán lẻ của họ là tăng được 2.5% à, vào tháng 8. Tuy nhiên thì 8.5% đã giảm đi thấp nhất kể từ năm tháng 8 năm 2020 và nền kinh tế của Trung Quốc phục hồi đã bị kẹt trong vài tháng qua sau khi dịch bệnh bùng nổ trở lại và bên cạnh đó tình trạng thiếu hụt nguyên liệu, giá cả năng lượng cao đã khiến cho việc sản xuất của Trung Quốc đã bị chậm lại. Việc bán xe của Trung Quốc đã giảm 17.8% trong tháng 8 à, tính từ đầu năm tới bây giờ và được xem là con số rất là à, sát giữa lúc mà toàn cầu đang bị thiếu hụt chip điện tử. Trong khi đó thì à, các cái nhà mà hoạch định về vấn đề gọi là quy tắc của Trung Quốc cho biết là đã có nhiều cái tình trạng sản xuất đã đóng cửa hoặc là đã ngưng sản xuất bởi vì tình trạng năng lượng quá cao cộng thêm những cái quy tắc mới và những cái luật lệ mới mà áp dụng rất gắt gao cho ngành công xưởng khiến cho họ không thể sản xuất được và điều này được xem là thấp nhất trong vòng 13 tháng qua cho thấy tình hình của Trung Quốc có thể bước tới một cái cơn khủng hoảng kinh tế. Trong khi đó, một tòa án tại Trung Quốc đã bác bỏ vụ kiện trong phong trào Me sau khi mà các phụ nữ này cáo buộc họ bị tổn thương và bị tấn công tình dục. Một quan tòa ở tại Bắc Kinh đã bác bỏ một cái vụ kề kiện sách nhiễu tình dục chống lại đài truyền hình CCTV với người à, chủ trương của chương trình này và cái người host của chương trình này là Ju Chun. À, sau khi Ju Chun nói rằng là cô ta đã bị sách nhiễu tình dục ngay trong đài truyền hình CCTV. Tuy nhiên Tòa án của Trung Quốc đã bác bỏ cái vụ kiện của cô cho rằng thiếu bằng chứng. Đây là một trong những nhân vật mà à, được xem là quyền lực ở trong Đài truyền hình CCTV có tên gọi là Yu Sao xuân Năm à, năm 2018 thì Yu Sao xuân được biết tới với cái tên gọi online trên online là Alias CNG, à, người làm việc trong cái à, à, vấn đề và phân tích về công chúng và trong đó cáo buộc là đã bị tố cáo bởi Ju uh, Chun, một trong những người uh, sướng ngôn viên nổi tiếng của đài truyền hình này làm việc uh, với cái tinh thần gọi là tình nguyện ở trong đài này từ năm 2014 và Ju sao xuân đã sờ mó cô trong lúc mà đôi bên gặp nhau. Tuy nhiên, thì lời cáo buộc này đã thiếu đầy đủ bằng chứng và không cáo buộc được và Trung Quốc dường như đã bắt đầu dập tắt phong trào gọi là Mi Chu ở uh, vốn đã lan rộng trên thế giới từ Hoa Kỳ phong trào này là những phụ nữ bước ra tố cáo về những cái hành động sách nhiễu tình dục của những à, cấp cao của mình nằm trong cái à, môi trường làm việc và điều này đã lan rộng tới Trung Quốc. Tuy nhiên thì gần thời gian gần đây chính quyền tập cận bình đã siết chặt các cái vụ kiện này vì e ngại những vụ kiện này sẽ nhắm tới những đảng viên cao cấp của cộng sản thường xuyên có những hành động tà, sách nhiễu tình dục hay tấn công tình dục đối với lại các à, nữ nhân viên làm việc trong văn phòng của mình. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc. Và đó là bản tin liên quan tới Trung Quốc và liên quan tới tình hình của Việt Nam. Giữa lúc mà những người sản xuất phim của Việt Nam gặp khó khăn trong vấn đề cục kiểm duyệt của điện ảnh thì ngược lại, phim Trung Quốc dễ dàng lọt qua các cái sự kiểm duyệt của Cộng sản Việt Nam à, và đặc biệt là gần như những kẻ làm trong cục kiểm duyệt không hề kiểm duyệt những phim đến từ Trung Quốc mà cuối cùng do sự phát hiện của những người xem phim họ mới khiếu nại lên. Một trong những cuốn phim mà đã bị moi ra và cho thấy sự yếu kém và sự nhu nhược của cái cục điện ảnh Việt Nam và Bộ Thông tin Văn hóa Việt Nam khi mà những phim của Trung Quốc đều không bị kiểm duyệt một cách cẩn thận và trong đó đã xuất hiện đường lưỡi bò trong phim của họ. Một bản báo cáo mới nhất từ tờ báo Thanh Niên cho biết rằng là đường lưỡi bò đã xuất hiện trong cuốn phim gọi là Nhất sinh nhất thế được sản xuất từ Trung Quốc và được chiếu trên mạng gọi là Aikiki và là đây là một cái trang mạng đã được giấy phép hoạt động tại tại Việt Nam. Và trong cái phim này ở tập thứ 13 thì họ đã lén đưa vào cái bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc. Nhưng mà cục kiểm duyệt Cộng sản Việt Nam lại không nhìn ra và không thấy cho tới khi những người xem phim họ nhìn ra được cái bản đồ đường lưỡi bò này và họ kêu lên và phản ảnh rất mạnh khiến cho cái cái phim này là bây giờ đang bị tẩy chay tại Việt Nam. Đây được xem là một trong những cái sự kiện mới nhất cho thấy là cái cục kiểm duyệt điện ảnh của Việt Nam dường như họ chỉ nhắm vào những người gốc Việt và họ nhắm vào những cái gì mà ảnh hưởng tới quyền lực của đảng Cộng sản. Còn tất cả những phim đến từ Trung Quốc đều không cần phải kiểm duyệt hoặc là kiểm duyệt một cách rất sơ sài. Và do đó, Bắc Kinh đã đưa nhiều những cái tuyên truyền về đường lưỡi bộ của họ lọt vào trong cái thị trường phim của Việt Nam. Và đây không phải là lần đầu tiên trước đó thì một số những cái phim khác bắc kinh cũng nhồi nhét đường lưỡi bò vào trong những cái phim của họ và nó được trình chiếu tại việt nam một khoảng thời gian trước khi mà những người xem phim phát hiện ra khiếu nại thì những cuốn phim này mới bị hủy bỏ không trình chiếu tại việt nam và cục kiểm duyệt dường như là họ không hề kiểm duyệt bất kỳ một cuốn phim nào đến từ trung quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay trong khi đó, lợi dụng tình hình đại dịch, một trong những tổ chức về vệ tinh của Cộng sản Việt Nam có tên gọi là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi cái quỹ an sinh xã hội phải chi ra 89.000 tỷ đồng tiền Việt Nam để hỗ trợ cho hơn 2 triệu người bị mất việc. Tuy nhiên, số tiền này có tới được người lao động và người làm việc hay không thì chưa biết. À, bản tin mới nhất cho biết Nguyễn Đình Khang, người được gọi là chủ tịch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một trong những vệ tinh của Đảng Cộng sản, tức là nói là Liên đoàn Lao động nhưng thật ra là công cụ của Đảng Cộng sản dùng để kiểm soát công nhân, đã, đã lên tiếng và gửi cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kêu gọi là phải tháo gỡ và tháo khoán cái quỹ bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ cho các công nhân đang bị thất nghiệp khoảng 2 triệu người. Việc này đề nghị này cho mọi người thấy rằng rõ ràng đang trong lúc tình trạng đại dịch lợi dụng sự thua, gọi là thiếu thốn của người công nhân thì tổng liên đoàn lao động này đã à, đã ép tới cái bộ gọi là à, lao động thương minh và xã hội chi ra số tiền lên tới 89.000 tỷ đồng và không biết là 89.000 tỷ đồng này có tới được tay 2 triệu người lao động hay không và tổng liên đoàn lao động này sẽ chấm nhúc mút bao nhiêu ở trong cái ngân sách này thì chúng ta chưa biết nhưng mà đây được xem là một trong những cái kiến nghị của tổng liên đoàn lao động lợi dụng lúc mà đại dịch đang kiếm thêm tiền trong cái ngân quỹ của họ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cuối cùng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay lại có một vụ tự tử ở trong xe và bây giờ thì đang được duyệt xét ở tại Việt Nam. Bản tin mới nhất cho biết một người có tên gọi là Lê Nguyên Vũ 45 tuổi vốn là bí thư kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Trấn Lai Nguyên, huyện Bàn Bầu. À, bầu bàng và và trong cái uh, lần phát hiện đầu tiên thì họ cho rằng ông này đã bị tai nạn và chết ở trong xe tuy nhiên thì khi phát hiện được một cái thư tuyệt mệnh thì cho thấy rằng ông ta có thể tự tử và việc này thì công an nói rằng họ chưa giám định đây có phải là thư tuyệt mệnh của ông ta hay không và đây là trường hợp mới nhất cán bộ đảng viên của cộng sản đã tự tử chết ở trong xe và nhiều nguồn tin vẫn được xem là bí ẩn vẫn chưa được phanh phui là cái chết này là tự tử bị sát hại hay như thế nào thì bây giờ công an đang cho biết là đang điều tra. Tuy nhiên thì thời gian gần đây có rất nhiều những trường hợp được quy chụp cho tự tử à, nhảy lầu à, chết trong nhà hay chết trong xe đều là những bí ẩn mà cộng sản và công an vẫn chưa bao giờ công bố về các cái chết của các cán bộ đảng viên cộng sản sau khi mà họ một thời gian làm cán bộ và lên chức thì họ lại lâm vào tình trạng tự tử chuyện gì đã xảy ra thì chỉ có những cái cán bộ đảng viên tự tử mới biết mà thôi. Đó là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu tin nhật ký vào buổi chiều. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Và cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.